Hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho quý anh chị một lô đất rất là đẹp. Với vị trí lô đất này thì quý anh chị có thể là xây dựng được tòa nhà văn phòng, căn hộ mini hoặc là xây biệt thự. Vị trí của lô đất nằm ngay mặt tiền đường lớn khu dân cư Kiều Đàm, với diện tích là 9 x 23. Vị trí của lô đất này là hướng Tây, nằm trên đường trước nhà là 22 m. Và thổ cư của lô đất này là 100%. Lô đất đã có sổ hồng pháp lý đầy đủ, công chứng thì sang tên ngay. Xung quanh của lô đất thì rất là nhiều căn biệt thự được xây dựng và cư dân vào ở rất là đông đúc. Hiện tại thì đất đã có 2 căn nhà cấp 4 và có thể là cho thuê thu nhập hàng tháng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về khu dân cư Kiều Đàm. Khu dân cư Kiều Đàm được biết đến là một khu dân cư có những con đường bàn cờ 7 m, xe tải ra vào thoải mái. Đường rất là thông thoáng, di chuyển qua lại rất là dễ dàng. Khu an ninh khép kín và được bảo vệ 24/24. Khu Kiều Đàm là cửa ngõ của quận 7, có rất là nhiều tiện ích xung quanh và rất tiện lợi cho các cư dân mua sắm, ăn uống, nghỉ ngơi và giải trí. Được rất là nhiều giới nghệ sĩ, này, ca sĩ, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp. Khu Kiều Đàm có bách hóa xanh, có chợ Tân Hưng nằm sát siêu thị Lotte Mart. Chỉ 1 km thì quý anh chị có thể đến siêu thị Vivo City, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính, Đại học Marketing, Đại học Cảnh sát Nhân dân. Và một trường cấp 1, 2, 3 quốc tế rất là lớn, đó là trường Vista, nằm trong khu dân cư Kiều Đàm. Khu dân cư còn là khu có một cái vị địa thế long mạch rất là tốt, được ví như là con rồng của điểm đầu quận 7. Đầu của khu dân cư là đền Quan Thánh. Giữa khu dân cư Kiều Đàm là có một cái chùa Kiều Đàm rất là đẹp. Phải nói khu dân cư là một khu rất là chuẩn, một bước chân và ngàn tiện ích. Khu Kiều Đàm có hai mặt giáp sông, nằm sát với cầu Kênh Tẻ, cầu Hiêm Lam, do đó rất là thuận tiện di chuyển qua lại giữa các quận 1, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Một điều quan trọng hơn nữa là khu này rất là gần những cái bệnh viện lớn và uy tín như là Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện quận 7. Do đó quý anh chị không cần phải lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện lợi nêu trên, khu Kiều Đàm còn có trồng rất là nhiều cây xanh và khu vực cận kề có rất là nhiều công viên để cho quý anh chị có thể tập thể dục và đi dạo hít thở những không khí trong lành. Khu vực này thì rất là gần bờ sông và những cái bờ kênh của Trần Xuân Soạn, giúp cho nhiệt độ của khu dân cư luôn luôn điều hòa và không khí thoáng mát. Đây là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình. Nếu quý anh chị đang có nhu cầu thì bất động sản mà Phước Sửu đang giới thiệu cho anh chị là một bất động sản có giá rẻ nhất trong thị trường, do gia chủ kẹt tiền cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin của bất động sản này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline 0909477288. Quý anh chị có dự định mua nhà đất, hãy đưa một cái nhu cầu cho công ty chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm hài lòng cho quý anh chị, để quý anh chị có một nơi gọi là an cư lâu dài và đầu tư sinh lời. Quý anh chị cần chuyển nhượng mua bán lại những sản phẩm ở tất cả các quận huyện trong cả nước, hãy gửi thông tin cho chúng tôi. Xin chào, chúc anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.